Thưa quý vị, ngày 25 tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức lễ trao quyết định phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư thay đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chủ trì lễ trao quyết định. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Lương Cường, Trần Cẩm Tú đảm nhiệm những cương vị mới. Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã thống nhất cao đồng ý phân công đồng chí Trần Cẩm Tú đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng đang tích cực chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Bộ Chính trị hoàn toàn tin tưởng đồng chí Trần Cẩm Tú, một lãnh đạo cấp cao đã được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng ở Trung ương và địa phương. Trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận, động viên và cũng là yêu cầu đặt ra đối với cá nhân để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định sẽ không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các đồng chí đi trước để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Đảng và nhân dân. Ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè truyền thống và đối tác toàn diện với Venezuela, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chính phủ và nhân dân Venezuela sẽ vượt qua thách thức, khó khăn, đạt được những thành tựu mới vì hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thập kỷ qua, Tổng thống Maduro mong muốn tăng cường chia sẻ và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực để cùng phát triển. Đồng thời đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela và Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bên nhất trí sớm tiến hành phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng thống Venezuela đề nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời mời tới Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sớm sang thăm Venezuela. Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Nicolas Maduro thăm Việt Nam trong thời gian tới. Ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp trưởng đoàn Malaysia dự hội nghị, Bộ trưởng Kinh tế Rafizi Ramli. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Malaysia chuyển lời thăm hỏi tới Thủ tướng Malaysia, nhắc lại những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Thủ tướng hai nước trong dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 44-45 vừa qua, đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025, khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp tích cực nhằm đảm bảo thành công của năm ASEAN 2025. Trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Kinh tế Malaysia cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về diễn biến bão Trà My, bão số 6 vào chiều tối ngày 24 tháng 10. Bão Trà My có thể đổi hướng bất thường do chịu tác động cùng lúc của hệ thống không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành ở vùng biển phía đông Philippines. Cụ thể, vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, bão số 6 ở trên vùng biển đông của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất của vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, dự báo ngày 25 và 26 tháng 10. Bão số 6 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ trung bình là 15 km/h và có xu hướng mạnh dần lên. Khi di chuyển tới khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có khả năng đạt cấp 12, giật cấp 15 từ 167 đến 183 km/h. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 thuộc 5 địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử, kinh tế số chiếm 25% GRDP. Đến năm 2030, hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu trên được công bố tại lễ khai mạc tuần lễ chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề Công nghệ số, động lực tăng trưởng mới của thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được chứng nhận hình thành doanh nghiệp số vào năm 2022. Năm 2023, tổng công ty được đánh giá mức độ chuyển đổi số ở mức nâng cao, mức 4. Quá trình thực hiện chuyển đổi số và xây dựng lưới điện thông minh đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Với cái việc mà chuyển đổi số là tất cả những cái công việc của người ta được thực hiện một cách là có quy trình, có quy định, có lộ trình, có hướng dẫn và đánh giá được cái hiệu quả công việc mà người ta thực hiện được. Cái thứ hai là đối với khách hàng là đem lại cái hiệu quả rất lớn, là tất cả khách hàng hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh là hầu như là họ không thấy cái việc là được bị mất điện nữa. Bởi vì cái việc mất điện là người ta biết được là thời điểm người ta mất điện như thế nào và người ta biết thời điểm người ta có thể có điện lại. Và như vậy là người ta cảm thấy là rất là yên tâm với cái việc là hoạt động sinh hoạt của người dân cũng như là các doanh nghiệp. Từ năm 2020 đến nay, thành phố đã tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số như thúc đẩy phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực trọng tâm như thương mại điện tử, giao thông vận tải, logistics, tài chính ngân hàng, năng lượng, du lịch. Tuy nhiên, bài toán khó đang đặt ra với thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là chính sách và giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi có thể đưa chuyên gia đến từng quận huyện, cùng phối hợp với các doanh nghiệp tại các quận huyện để có những lớp triển khai tập huấn cũng như trải nghiệm để làm sao, tức là doanh nghiệp thì cũng có thể là cài sử dụng cái app đi. Lần đầu có thể là nó sẽ không có phù hợp lắm. Thế thì vòng 1-2 lần chúng ta có thể tiếp cận với các giải pháp và chúng ta thấy rằng sự lựa chọn chúng ta tăng lên. Chúng ta có thể sử dụng thử 2-3 giải pháp cho một vấn đề, một giải quyết vấn đề. Đến khi chúng ta thấy là giải pháp nào phù hợp nhất thì chúng ta có giữ lại, chúng ta chọn. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp công cụ quản lý đầy đủ thông tin về tổ chức khu phố, ấp và ban quản trị của khu phố ấp. Ứng dụng công dân số, cung cấp công cụ để người dân tương tác với chính quyền địa phương, tiếp nhận thông tin chính thống trong triển khai các chính sách, chủ trương. Hiện, những nền tảng số này đang thực hiện thủ tục giai đoạn đầu tư, dự kiến quý 1 năm 2025 đưa vào sử dụng. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện cái hạ tầng số và đặc biệt là cái hạ tầng để đảm bảo cho triển khai ứng dụng AI là một trong những cái nội dung ưu tiên của thành phố trong giai đoạn sắp tới để phục vụ hiệu quả cho công tác chuyển đổi số của thành phố. Thì chúng ta vừa tiết kiệm được kinh phí và chúng ta sẽ xác định được cái việc là một số các nội dung, một số ứng dụng đơn vị này đã làm thì đơn vị khác không làm. Thì như vậy là sẽ đảm bảo được vừa tiết kiệm kinh phí và vừa đảm bảo cái tính đồng bộ liên thông kết nối. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận dụng nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển nhanh nguồn lực số, để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và xây dựng chính sách thu hút nhà đầu tư các lĩnh vực có tính chiến lược như phát triển hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số, nhất là công nghiệp bán dẫn, phát triển các khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung. Sáng nay, triển lãm xúc tiến giao thương về các giải pháp chuyển đổi sản xuất xanh trong nền kinh tế số vừa khai mạc tại Trung tâm Thương mại Vincom Megamall Smart City Hà Nội. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch Hà Nội tổ chức. Khai mạc triển lãm có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các hội, hiệp hội, các tổ chức quốc tế, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các viện nghiên cứu, đại diện một số tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực phía Bắc. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi chương trình với chủ đề thu hút đầu tư chuyển đổi sản xuất xanh, phát triển bền vững với nhiều nội dung. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 tại sảnh phía trước Trung tâm Thương mại Vincom Megamall Smart City, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, với quy mô khoảng 2.500 m² với hơn 70 gian hàng, bao gồm khu không gian quảng bá, giới thiệu thành tựu, tiềm năng, môi trường đầu tư nói chung, tiềm năng phát triển công nghệ xanh nói riêng của thành phố Hà Nội và các vùng phụ cận, các tỉnh, các thành phố, thành ở khu vực phía Bắc và cả nước. Thưa quý vị, Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam vừa phối hợp tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề Nghiên cứu và ứng dụng trong y học. Hội nghị được diễn ra trong một ngày rưỡi và có sự tham dự của đông đảo các cán bộ y tế đến từ các cơ sở y tế trên khắp cả nước. Hội nghị được tổ chức bao gồm một phiên toàn thể và 3 phiên chuyên đề về bệnh hô hấp, khớp, sản phụ khoa và ung thư. Trong số đó có 15 bài trình bày của các chuyên gia hàng đầu có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, nghiên cứu khoa học cũng như uy tín trong chuyên môn, đều là các bác sĩ đã trực tiếp tham gia tư vấn, điều trị, cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và các bệnh viện đầu ngành trong ngành y tế. Ngoài ra, các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến tư vấn cho cơ quan quản lý y tế trong định hướng chính sách, cơ chế phù hợp với bối cảnh nguồn lực dành cho y tế ngày càng khan hiếm, nhu cầu khám chữa bệnh với chất lượng ngày càng tăng. Việc nghiên cứu, đánh giá công nghệ y tế, đặc biệt là đánh giá kinh tế y tế cần phải được phát triển và ứng dụng mạnh mẽ hơn trong quản lý y tế. Mỗi năm cả nước có khoảng 40.000 trẻ mắc các dị tật được sinh ra. Riêng dị tật bàn tay chiếm khoảng 1/3. Khi trẻ bị các dị tật này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và cuộc sống của các em.
Bệnh viện Saint Paul vừa phối hợp với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chỉnh hình nhi trên thế giới khám cho hơn 100 trẻ và đã phẫu thuật ra viện cho 27 trẻ nhỏ. Từ khi chào đời, cánh tay phải của bé gái 4 tuổi này phát triển không bình thường. Không có ngón tay cái, bàn tay quặt ngang tạo thành hình chữ L và thiếu xương quay bẩm sinh. Đây là lần chỉnh hình thứ 3 của bé. Bác sĩ sẽ chuyển xương ở chân lên để tái tạo xương quay. Trước đó bé đã được mổ chuyển xương ngón trỏ thành ngón cái và đặt khung nẹp để kéo thẳng bàn tay. Như bình thường thì mình có thể dùng tay chân để mặc quần áo đủ bình thường đúng không? Nhưng mà này thì chỉ có với chức năng tay thì tay phải thì chức năng tay nó chỉ được khoảng độ 20-30% chức năng tay của một bàn tay thông thường. Nó sẽ ảnh hưởng, mình không thể viết bằng tay phải được đúng không? Mình phải viết bằng tay trái thì mình viết bằng tay trái nó sẽ ngượng hơn. Rồi sinh hoạt hàng ngày nó cũng khó khăn hơn. Các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận để đưa ra những hướng điều trị phẫu thuật tốt nhất cho từng bệnh nhân nhi. Nhiều trẻ được phát hiện đã qua giai đoạn vàng để điều trị hoặc có thể sàng lọc phát hiện sớm khi mang thai. Dị tật hay gặp nhất ở trẻ nhỏ là các cái dị tật như là thừa ngón, dính ngón hoặc là những cái dị tật khó hơn như là bàn tay quèo hoặc là cleft foot, những cái dị tật rất là khó để sửa chữa. Đợt này có những chuyên gia rất là chuyên sâu về bàn tay mang đến những cái phương pháp điều trị cập nhật hơn, mới hơn, tốt hơn cho trẻ. Thì tiên lượng sẽ tốt hơn cho các trẻ. Sau một tuần, 27 trẻ được phẫu thuật chỉnh hình đã được xuất viện. Dự kiến tháng 3, tháng 4 năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul tiếp tục phối hợp với các chuyên gia đầu ngành quốc tế trong phẫu thuật chỉnh hình, mang niềm hy vọng cho trẻ bị dị tật bẩm sinh. Tiếp theo là phần tin tức quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhân dịp ông Antonio Guterres đến thăm Nga lần đầu tiên sau hơn 2 năm để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan. Theo văn phòng của người đứng đầu Liên Hợp Quốc, Tổng thống Putin và Tổng thư ký Guterres đã bàn về giải pháp giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Trung Đông, cũng như những vấn đề phát triển toàn cầu và hệ thống tài chính quốc tế. Về triển vọng đàm phán hòa bình, nhà lãnh đạo Nga cho rằng phía Ukraine đang né tránh đối thoại. Theo ông Putin, chính quyền Kiev không sẵn sàng đàm phán vì điều này đồng nghĩa với việc phải dỡ bỏ thiết quân luật và tổ chức bầu cử tổng thống. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã một lần nữa nhấn mạnh lập trường về cuộc xung đột Nga-Ukraine, kêu gọi chấm dứt xung đột thông qua một hòa bình công bằng. Ông Guterres cũng bày tỏ sự biết ơn đối với vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc đàm phán liên quan đến Biển Đen, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với việc tiếp tục các cuộc đàm phán này. Phát biểu tại thủ đô Doha, Qatar trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhấn mạnh rằng Mỹ không ủng hộ chiến dịch quân sự kéo dài của Israel tại Liban. Ông Blinken nêu rõ trong khi Israel thực hiện chiến dịch nhằm loại bỏ các mối nguy hiểm nhằm vào Israel và người dân nước này ở biên giới với Liban, Mỹ đã khẳng định rõ cuộc xung đột này không thể và không nên dẫn tới chiến dịch quân sự kéo dài. Ông Blinken cho biết chính phủ Mỹ đang cân nhắc một thỏa thuận ngoại giao cho phép dân thường ở cả hai phía biên giới được trở về nhà. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Israel triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như lực lượng vũ trang tại Liban. Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực đang được thúc đẩy để tái khởi động các cuộc đàm phán mới về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận phóng thích con tin ở Gaza. Ngày 24 tháng 10, trong chuyến thăm Serbia, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định Ba Lan ủng hộ con đường gia nhập Liên minh châu Âu-EU của Serbia. Ông đồng thời cho rằng việc mở rộng EU phải bao gồm Serbia, vì nếu không có Serbia, EU sẽ không hoàn thiện. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Serbia, Thủ tướng Donald Tusk cho biết lập trường của Ba Lan về vị thế của Serbia tại châu Âu và quan hệ hữu nghị giữa Serbia-Ba Lan không thay đổi trong những năm gần đây. Ông Donald Tusk nhấn mạnh Ba Lan sẽ sớm đảm nhận chức chủ tịch luân phiên EU. Vấn đề mở rộng EU, trong đó có việc thúc đẩy quá trình gia nhập EU của Serbia, sẽ là ưu tiên hàng đầu của nước này trong nhiệm kỳ sắp tới. Nhà lãnh đạo Ba Lan hoan nghênh những thành công trong lĩnh vực kinh tế của Serbia thời gian gần đây, lưu ý rằng quan hệ song phương với Serbia, đặc biệt là tăng cường hợp tác kinh tế, là nội dung quan trọng đối với Ba Lan. Về phía Serbia, Tổng thống Vučić khẳng định Ba Lan là đối tác quan trọng của Serbia và quan hệ giữa hai nước đang không ngừng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.
chuyến thăm của các chính trị gia, trong đó có Thủ tướng Ba Lan tới Serbia, là cơ hội để các bên cùng trao đổi quan điểm về tình hình ở châu Âu, cũng như tìm kiếm các giải pháp để vượt qua thách thức và nâng cao mức sống cho người dân.